Hoàng ơi, mình lại tiếp tục đi du lịch cùng với cả em bé Lo nè. Thì làm một cái vali mini để chuẩn bị đi du lịch đấy. Các bạn cùng xem nè. Bây giờ thì mình sẽ unbox xem là ở bên trong có gì nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một cái passport nè, có một cái vé máy bay nè để chuẩn bị đi đấy. Và xem nào, quá wow, cái vali màu hồng rất là cưng luôn, mình cực kỳ thích đấy. Nó to hơn vali hôm trước mình unbox đấy. Nhưng mà cũng là vali mini. Vì video này rất là dài nên các bạn đón xem từng phần của mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ có hai cái sticker để chuẩn bị dán vào trong vali cho xinh đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ unbox xem nào. Wow, unbox me, yêu quá. Wow, em bé Lo hiền ra nè. Trời ơi, cưng ơi là cưng. Bây giờ thì đập hộp bên này xem là những bộ áo quần hay những đôi giày nó sẽ xinh không, và mặc vào thì sẽ ra làm sao để đi du lịch nào. Các bạn chờ đón tiếp theo phần mình unbox áo quần. Mình lại tiếp tục unbox nào. Wow, một cái kính. Trời ơi, bị fashion luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Mang vào thử cho em bé xem nào. Wow, hết sẩy, không thể nào che được. Mình mê cái sticker này quá nên xem lui xem tới nãy giờ đấy. Bây giờ thì unbox cái tủ đựng giày của em bé Lo nào. Wow, một đôi bốt hơi bị thời trang luôn. Màu đen trắng đẹp chưa. Mẹ ơi, hết sẩy luôn. Wow, đến đôi màu vàng này cũng yêu chưa. Đôi màu hồng so cute. Wow, đôi màu vàng gold ba lớp lánh. Mẹ ơi, xinh quá. Mang vào thử xem nào. Hết sẩy luôn. Rồi, nên mình còn mê nữa, bảo sao những em bé, trời ơi, không chê được các bạn ạ. Tinh tế kinh khủng luôn, trời ơi, sao người ta làm đồ chơi cho trẻ con đẹp thế. Tiếp đến là một tủ áo quần, wow, bốn bộ cả hết, trời ơi, cưng ơi là, eo ơi, cưng xỉu luôn ý. Wow, cái áo cũng màu vàng gold luôn, lấp la lấp lánh. Nhưng mà hình như cái màu này không được xinh lắm nên mình đổi lại thành cái áo khác các bạn ạ. Eo ơi, xinh thế, trời ơi, khiếp. Điều thế cơ chứ. Bây giờ là đến mẫu khác nhá. Mình thay mẫu khác nè. Bây giờ mình sẽ mang đôi ủng này vào. Và một bộ đồ thể thao sport cực kỳ cưng luôn. Xem có hợp không nào. Hình như là không hợp lắm. Thế nên mình sẽ thay đôi giày khác. Thử xem đôi giày màu hồng này có xinh không. Có vẻ như cũng không hợp. Mình nghĩ là đôi màu vàng này hợp nhất nè. Ôi, đẹp phết. Quyết định màu vàng này nhá. Bây giờ lại thay tiếp bộ khác nào. Để mình tìm đồ và mix xem là bộ nào đẹp nhất. Bây giờ thì bộ chung quần đùi và áo tay dài thì sẽ đi với cái bốt này. Có vẻ đẹp đấy nhở. Cũng hợp phết. Mình nghĩ là như thế này đi. Tiếp theo là cái váy màu đen cùng với cả một cái áo golden. Mang cùng với cả một đôi giày golden luôn. So cute. Wow, đẹp các bạn nhờ. Thế là sau hết 4 bộ rồi đấy. Bây giờ thì mình đóng vali lại và dán sticker vào nào. Mình sẽ lần lượt dán những cái sticker theo cảm hứng của mình. Mình thích như thế nào thì mình sẽ dán theo như thế. Bé mua về thì có thể dán một cách thỏa thích theo ý thích của mình nhá. Miễn sao trông nó đẹp là được nào. Lúc chưa dán và lúc dán rồi thì nó khác một trời một vực đấy các bạn ạ. Dán vào thì mình thấy nó sinh động và nó đẹp kinh khủng luôn. Trông nó rất là cute. Eo ơi, trong cái vali bây giờ nè, các bạn nhìn xem đi du lịch như thế này đã được chưa? Bây giờ chúng ta lên đường thôi nào. Wow, sau dịch chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch thôi. Bây giờ thì phải ở nhà chống dịch đã. Unbox cái này thích thật đấy các bạn ạ.